Mến chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hảo Địa Phát. Hôm nay Hảo xin giới thiệu đến chị một căn nhà nằm ngay trên đường Lê Thị Riêng nha anh chị, phường Thới An, quận 12. Khu vực này anh chị về bên quận Gò Vấp rất là gần luôn anh chị ơi. Đây, nhà mình đây. Hiện tại thì nhà mình được thiết kế và chủ tự xây ở nên là rất là kiên cố, rất là chắc chắn. Nhà kết cấu một trệt một lầu, bê tông cốt thép. Đấy anh chị coi nè, rất là rộng rãi, phòng ốc rất là rộng rãi luôn. Phía trên thì có hai phòng ngủ và khuôn viên phía dưới đó anh chị thì có một phòng khách, phía sau thì phòng bếp rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn anh chị. Đây, nhỏ nhắn, xinh xắn và công năng rất là rộng rãi anh chị. Phòng bếp nè, hệ thống nè, rồi nhà vệ sinh được thiết kế rất là ấm cúng. Căn này chỉ giá là nhỉnh 2 tỷ thôi anh chị ơi, nhỉnh 2 tỷ hơn thôi. Thì thành thử ra anh chị quá như anh chị mua một cái nhà, thay vì anh chị mua một cái ngôi nhà vi bằng hay là sổ chung thì anh chị có thể liên hệ ngay tới Hảo để mua một nhà sổ hồng riêng, chính chủ đang ở, pháp lý chuẩn, vay ngân hàng vô tư. Đấy, căn này anh chị có thể vay ngân hàng là tối đa 1.8-9 gần 2 tỷ luôn. Ok luôn anh chị. Đó, nhà sổ hồng riêng, chính chủ ở xưa giờ luôn. Rất là tiện ích, rất là công năng. Hẻm trước nhà mình đó là hẻm 3 mét và cách một căn là ra hẻm xe hơi như thế này luôn. Đó, cách một căn nhà thôi anh chị là ra hẻm xe hơi như thế này. Khu vực xung quanh gần nhà mình luôn có sân banh Thới An. Vào đá banh rất là tiện luôn. Và từ cái vị trí nhà mình đấy 100m là anh chị đã ra ngay đường Lê Thị Riêng rồi. Đường Lê Thị Riêng hai chiều anh chị. Đó, khu vực này anh chị chạy về bên hướng quốc lộ 1 này, Nguyễn Đình Thủ rất là gần luôn. Quý anh chị nào có nhu cầu mua nhà này thì gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo Địa Phát dưới video nha anh chị. Anh chị nhớ like, subscribe, nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh Nhà Đất Hảo Địa Phát để cập nhật những căn nhà giá rẻ nhất khu vực quận 12 nhé.